Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Hi, kính chào quý ông bà anh chị em. Thật vui mừng vì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với lời của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước sang sách Sử Ký Nhì. Sách Sử Ký Nhì tiếp nối sách Sử Ký Nhất, bắt đầu với phần tường thuật về sự trị vì của vua Salomon cho đến khi ông qua đời. Tiếp theo, sách ghi lại cuộc nổi loạn của các chi tộc phía Bắc dưới sự lãnh đạo của Jeroboam chống lại vua Roboam, người con nối ngôi của vua Salomon. Phần kỹ thuật sau đó cũng tự giới hạn về lịch sử của vương quốc Juda cho đến sự sụp đổ của thành Jerusalem vào năm 586 trước công nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm lời Chúa trong sách Sử Ký Nhì từ đoạn 1 đến đoạn số 3. Chúng ta cùng nhau khởi sự. Sử Ký Nhì đoạn 1, lịch sử của Salomon. Salomon dâng tế lễ tại Gabaon. Salomon, con trai David, nắm vững quyền kiểm soát vương quốc của mình vì Jehovah, Đức Chúa Trời của vua, ở với vua và làm cho vua rất cao trọng. Salomon triệu tập toàn thể Israel, các vị chỉ huy, trưởng nghìn quân và trăm quân, các thẩm phán và tất cả các trưởng tộc là các nhà lãnh đạo Israel. Rồi Salomon và toàn thể hội chúng đều đi lên nơi cao tại Gabaon, vì ở đó có điều hội kiến của Đức Chúa Trời mà đầy tớ của Đức Giê-hô-va là Mô-sê đã làm trong hoang mạc. Nhưng David đã rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ Kiriath Jearim về nơi vua đã chuẩn bị sẵn, vì vua đã dựng một cái lều cho hòm giao ước tại Jerusalem. Trước đền tạm của Đức Giê-hô-va có đặt bàn thờ bằng đồng mà Bết-sa-lê-ên, con trai Uri, cháu Hu-rơ đã làm. Salomon và hội chúng đến đó cầu hỏi Chúa. Salomon đến bàn thờ bằng đồng trước mặt Đức Giê-hô-va trong lều hội kiến và dâng 1.000 tế lễ thiêu trên bàn thờ đó. Chính đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến với Salomon và phán rằng: "Hãy xin điều con muốn ta ban cho con." Salomon thưa với Đức Chúa Trời: "Chúa đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao cho David, thân phụ con, và đã đặt con lên ngôi kế vị. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện lời Chúa hứa với David, thân phụ con được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập con lên làm vua một dân đông như bụi đất. Vậy, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và trí thức để con ra vào trước mặt dân này, vì ai đủ khả năng lãnh đạo dân của Chúa, một dân lớn lao như thế này?" Đức Chúa Trời phán với Salomon: "Ta đã lập con làm vua của dân ta vì con có ước nguyện như thế, không xin sự giàu có, của cải, vinh quang hay mạng sống của những kẻ thù con, và cũng không xin sống lâu, nhưng xin sự khôn ngoan và trí thức để cai trị dân ta. Nên ta ban sự khôn ngoan và trí thức cho con. Ta cũng sẽ ban cho con sự giàu có, của cải và vinh quang đến nỗi không có vua nào trước con và sau con được như thế." Rồi lều hội kiến ở nơi cao tại Gabaon, Salomon trở về Jerusalem và cai trị Israel. Và hoạt động thương mại của Salomon. Salomon tập trung chiến xa và ngựa chiến, được 1.400 tổ xe và 12.000 ngựa chiến. Vua để chiến xa trong các thành chứa chiến xa và gần bên vua tại Jerusalem. Vua làm cho bạc vàng tại Jerusalem trở nên tầm thường như đá sỏi và cây bát hương nhiều như cây sung ở miền Sevilla. Còn ngựa của Salomon đều được nhập từ Ai Cập và Cilici. Các nhà buôn của vua mua từ Cilici theo thời giá. Họ cũng lên Ai Cập mua xe, mỗi cỗ xe giá 600 miếng bạc, còn ngựa thì giá 120 miếng bạc một con. Các vua dân Hê-tít và A-ram cũng nhờ những nhà buôn của vua mua theo giá ấy. Sử Ký Nhì đoạn 2, chuẩn bị xây cất đền thờ. Salomon truyền lệnh xây cất đền thờ cho danh Đức Giê-hô-va và xây hoàng cung cho mình. Salomon huy động 70.000 người khuân vác, 80.000 thợ đá miền núi và 3.600 đốc công liên kết với Hiram vua Tyre. Salomon sai sứ đến nói với Hiram vua Tyre: "Vua đã cung cấp gỗ bát hương cho David, thân phụ tôi, để xây cung điện. Vậy xin cũng giúp tôi như thế. Này, tôi sắp xây cất đền thờ cho danh Jehovah Đức Chúa Trời tôi, biệt riêng đền thờ ấy ra thánh cho Ngài để xông hương trước mặt Ngài, thường xuyên bày bánh cung hiến, dâng tế lễ thiêu mỗi buổi sáng và buổi chiều vào các ngày Sa-bát, ngày lễ trăng mới hay những ngày lễ đã được chỉ định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Đó là những nghi lễ đời đời cho Israel. Đền thờ mà tôi sắp xây cất phải thật nguy nga, vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn tất cả các thần."
Thế nhưng ai có thể xây cất một đền thờ cho Chúa, vì các tầng trời, cả đến các tầng trời thâm thẳm cũng không thể chứa được Ngài. Vậy tôi là ai mà xây cất được một đền thờ cho Chúa? Chỉ mong xây cất một đền thờ để song hương trước mặt Ngài mà thôi. Vậy bây giờ, xin vua gửi cho tôi một người thợ vừa giỏi về nghề bạc, vàng, đồng, sắt, vừa thạo về nghề dệt chỉ tím, đỏ và xanh, vừa biết chạm trổ để làm việc với những người thợ lành nghề tại Juda và Jerusalem mà David thân phục tôi đã chuẩn bị. Xin cũng gửi cho tôi gỗ bát hương, gỗ tùng và gỗ bạch đàn hương đốn ở Liban, vì tôi biết rằng các đầy tớ của vua đều thạo việc đốn gỗ trên Liban. Các đầy tớ tôi sẽ cộng tác với đầy tớ vua để đốn cho tôi thật nhiều gỗ, vì đền thờ mà tôi định xây cất sẽ vô cùng nguy nga tráng lệ. Tôi sẽ cung cấp cho các đầy tớ vua là những thợ đốn gỗ 4 triệu 400 nghìn lít lúa mì đã giã, 4 triệu 400 nghìn lít lúa mạch, 440 nghìn lít rượu và 440 nghìn lít dầu ô liu. Hiram vua Tyre viết thư gửi cho Salomon, phúc đáp như sau: vì yêu thương dân Ngài nên Đức Giê-hô-va đã lập vua cai trị họ. Hiram viết tiếp: ca ngợi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Israel, là đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua David một người con khôn ngoan, thận trọng và thông minh để xây cất đền thờ cho Ngài và xây một hoàng cung cho mình. Bây giờ, tôi gửi đến vua một người thợ khéo léo và thông sáng tên là Huram-abi, con trai của một phụ nữ thuộc bộ tộc Dan, cha là người Tyre. Người này vừa giỏi về nghề vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, vừa thạo về nghề dệt chỉ tím, xanh và đỏ sậm cùng chỉ gai trắng mịn. Anh ta cũng thông thạo đủ các thứ chạm trổ và có thể làm bất cứ đồ vật tinh xảo nào mà người ta đặt làm. Anh ta sẽ làm việc với các thợ lành nghề của vua và của thân phụ vua là David, chúa tôi. Vậy bây giờ, xin cấp lúa mì, lúa mạch, dầu và rượu cho các đầy tớ vua như vua đã nói. Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ trên núi Liban theo số lượng vua cần, kết thành bè đưa đến Giao-cô theo đường biển, rồi vua sẽ trở lên Jerusalem. Salomon kiểm tra số người ngoại quốc trong nước Israel theo thống kê của David, thân phụ vua, tất cả được 153.600 người. Trong số này, vua đặt 70.000 người làm phu quân pháp, 80.000 người làm thợ đá miền núi và 3.600 đốc công để điều động dân chúng làm việc. Sử ký nhì đoạn 3: Salomon xây cất đền thờ. Salomon khởi công xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra với David, thân phụ vua. Đó là nơi David đã chỉ định để xây cất trong sân đập lúa của Ornan, người Jebusit. Vua khởi công xây cất vào ngày mùng 2 tháng 2, năm thứ tư đời trị vì của mình. Đây là kích thước mà Salomon đã quy định để xây cất đền thờ Đức Chúa Trời: chiều dài 30 m, chiều rộng 10 m, chiều dài của hành lang phía trước là 10 m bằng chiều rộng của đền thờ, chiều cao là 60 m. Vua cho bọc vàng ròng bên trong. Phòng lớn của đền thờ được làm bằng gỗ bát hương và bọc vàng ròng, có trang trí hình cây chà là và dây xích phía trên. Vua trang hoàng đền thờ bằng đá quý, còn vàng thì dùng vàng bạc pha im. Vua cho bọc vàng khắp đền thờ, xà nhà, ngưỡng cửa, tường và cửa. Còn tường trên thì chạm hình cherubim. Vua làm nơi chí thánh có chiều dài 10 m bằng chiều ngang của đền thờ và chiều rộng nơi chí thánh cũng 10 m. Vua cho bọc nơi ấy bằng 20 tấn vàng ròng, số vàng để mạ đinh nặng khoảng hơn nửa ký. Vua cũng bọc vàng các phòng nơi cao. Trong nơi chí thánh, vua cho làm hai cherubim bằng kim khí rồi bọc vàng. Các cánh cửa của hai cherubim dài tổng cộng 10 m. Một cánh của cherub này dài 2,5 m chạm vào tường đền thờ. Cánh còn lại cũng dài 2,5 m và chạm một cánh của cherub kia. Một cánh của cherub kia dài 2,5 m và chạm vào tường đền thờ. Cánh còn lại cũng dài 2,5 m tiếp giáp với cánh của cherub trước. Các cánh của hai cherubim đều xòe ra dài tổng cộng 10 m. Hai cherubim đứng thẳng trên chân, mặt hướng về nơi thánh. Vua làm một bức màn bằng vải xanh, màu tím, màu đỏ sậm cùng với vải gai mịn, có thêu hình cherubim ở trên. Phía trước đền thờ, vua dựng hai cây trụ cao 17,5 m. Trên đỉnh hai trụ có đầu trụ cao 2,5 m. Vua cũng làm dây xích giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên đỉnh trụ, rồi làm 100 trái lựu gắn trên dây xích ấy. Vua dựng hai trụ đó phía trước đền thờ,
một trụ bên phải, một trụ bên trái. Cô đặt tên trụ bên phải là Gia-kin và trụ bên trái là Bồ-ách. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài cho chúng ta. Xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta giống như Ngài đã hướng dẫn vua Sa-lô-môn. Và xin Chúa Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.